Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh thông tin của Travina Hôm nay thì chúng ta lại đến với câu chuyện của bé Vân An Mỗi ngày như vậy thì nếu mà theo có lịch chính xác của tôi là 12 giờ Tôi sẽ phát về video của bé Vân An Còn nếu mà bận quá thì nó có thể trên lịch một chút xíu ha Ngày hôm qua thì có một vài khán giả đó bình luận cho tôi Gửi tin nhắn sang cho tôi hỏi rằng là bây giờ Quỳnh Trang và đối tượng Nguyễn Trung, Nguyễn Kim Trung Thái đó đang bị tù ở đâu? thì tôi nhiều câu hỏi quá tôi không có trả lời từng người được nhưng tôi nói rõ luôn á, hiện tại đối tượng Thái và đối tượng Trang á thì đang bị tạm giam ha, đang bị tạm giam tại nhà tạm giam của công an thành phố Hồ Chí Minh chứ chưa thể là dùng từ ở tù bởi vì là hai đối tượng này chưa bị kết án bởi tòa án của thành phố Hồ Chí Minh. Do đó thì mới là đang tạm giam để mà điều tra và vụ việc này vẫn đang trong thời hạn điều tra, chưa truy tố, tức là chưa gửi hồ sơ hoàn thiện điều tra sang cho bên viện kiểm sát. Tất nhiên viện kiểm sát người ta chưa truy tố thì bên tòa án cũng chưa thể đưa ra xét xử được. Do đó thì mọi người cứ kiên nhẫn chờ đợi và nắm đúng những cái thông tin tiến trình về công việc cơ bản nhất để tránh hoang mang bởi những cái thông tin giả hiện nay rất là tràn lan trên không gian mạng. Còn hôm nay thì tôi lại tiếp tục chia sẻ về những suy nghĩ quan điểm cũng như là các nhận định của một số người. Đặc biệt hôm nay thì clip này tôi dành những cái suy nghĩ quan điểm của các nghệ sĩ. Trước đó thì tình cờ tôi đọc một uh, tờ tết của một khán giả nào đó nói rằng tại sao nghệ sĩ lại im lặng trong vấn đề của bé vân An thì bản thân tôi chính là người phản đối điều đó. Tôi nói rằng là nghệ sĩ họ lên tiếng bằng cách này bằng cách khác và đặc biệt là lượng người hâm mộ ủng hộ nghệ sĩ là lên đến tới gần 20% dân số của cả nước. Ví dụ như là nghệ sĩ Trấn Thành thì những người hâm mộ nghệ sĩ Trấn Thành trong đó là có tôi cũng sẽ là người thay thế cái người mình yêu mến để mà lên tiếng trong vụ việc này. Do đó thì hôm nay tôi cập nhật được tin tức gì trong quan điểm nhận định hoặc là suy nghĩ của nghệ sĩ thì tôi chia sẻ với mọi người ha để chúng ta cũng có những nhìn nhận khác đi và đồng thời cũng hâm nóng liên tục như vậy câu chuyện của bé Vân An. Thì trước hết là trên cái bài đăng của MC Trấn Thành vào ngày 20 tháng 1 anh có chia sẻ như thế này. Trẻ em cần được bảo vệ, hành hạ trẻ em là tội ác. Còn trên trang Facebook tích xanh của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng á thì đã ghi thế này: "Trẻ em như búp trên cành, mong cho em bé nào cũng phải được lành lặn, khỏe mạnh, hạnh phúc, không một câu chuyện đau lòng nào xảy ra." Tôi nghĩ là quan điểm của họ nhẹ nhàng như thế thôi nhưng mà có tác động rất là lớn, rất là tích cực trong cộng đồng bởi vì MC Trấn Thành thì có tới là 247.000 lượt thích, 5,5 ngàn lượt bình luận và 1,2 ngàn lượt chia sẻ, một cái con số rất là khổng lồ. Còn Đàm Vịnh Hưng thì con số thì chia sẻ có vẻ là khiêm tốn hơn nhưng vẫn là có tác động đến cộng đồng rất là nhiều, đến nhận thức, đến suy nghĩ và đến trách nhiệm của cộng đồng đối với trẻ em. Còn hôm nay thì tôi cũng chia sẻ một vài bài báo mà nó cụ thể hơn. Ví dụ như là ca sĩ Trà My đó thì cô nói là quá đau lòng và quá dã mang. Thì quan điểm của Trà My cũng cho rằng là người nhận trách nhiệm cao nhất chính là cha của bé Vân An là Nguyễn Kim Trung Thái. Quá dã mang và đau lòng độc ác và nhận tâm không thể tin được trong xã hội hiện đại như bây giờ lại tồn tại những con thú đội lốt người sống giữa một nơi gọi là văn minh cao cấp an ninh dân cư có học thức và có điều kiện thì chúng ta biết là thái là một cái người mà có trình độ thạc sĩ làm rất là nhiều nơi khác nhau và cái vai trò cuối cùng mà cậu ta làm là giám đốc của một công ty công nghệ đây là cú sốc tinh thần mà mỗi lần nghĩ tới chỉ cảm thấy phẫn nộ và tức giận trà my cũng khẳng định cô không bao giờ muốn chia sẻ những thông tin mang lại sự tiêu cực nhưng trong trường hợp này nếu không có ai lên tiếng cô sợ vụ việc cũng sẽ chìm nghiễm như những vụ bạo hành trẻ em gây tử vong trước đây không thể để những con thú đội lúc người đó nhỡn nhơ mà không bị trừng trị thích đáng còn quân á vợ của MC Trấn Thành á, thì cũng có những cái đau xót rất là nhiều và chỉ cho biết thế này Nếu cảm thấy bản thân ích kỷ thì làm ơn đừng đẻ và dành nuôi con dành vì sự háo thắng, dành vì sĩ diện vậy mà làm cho con chết vì bị đánh Còn diễn viên Hoàng Thu thì cảm thấy là mấy đời bánh đúc có xương mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng phụ nữ hãy giữ gia đình mình nhất là không để cho cả thứ ba toại nguyện chỉ có tình mẫu tử mới là tình yêu vĩnh hằng thực ra thì làm sao mà một mình phụ nữ mà giữ được gia đình gia đình thì phải cả hai cùng giữ nhưng mà tôi cũng là người phụ nữ có con đó quan điểm của chavina là không có gì hơn con của mình nếu mà trong trường hợp cả hai vợ chồng á chẳng may mà đi đến tình huống xấu nhất phải chia lìa và con cái mỗi nơi mỗi ngã thì tôi nói rõ quan điểm. Nếu mà con của mình trên 7 tuổi thì mình phải hỏi nguyện vọng của con là muốn ở với ai. Là phải theo nguyện vọng của con. Con mà dưới 36 tháng tuổi thì theo mẹ, còn con giữa trên 36 tháng tuổi và dưới 7 tuổi thì lại do tòa án quyết định dựa trên các cái điều kiện của cha hoặc mẹ. Nhưng mà nếu trường hợp phía mình á mình là mẹ mình không được quyền nuôi con chẳng hạn hoặc là cha thì con mình ở đâu mình phải nhờ hàng xóm để ý và cũng thường xuyên liên lạc với con mình phải giữ được cái quyền thăm nuôi chăm sóc con mình nếu mà bị ngăn cản thì phải nhờ pháp luật can thiệp bất cứ mà bị ngăn cản dưới hình thức nào chúng ta cũng phải quay video clip làm bằng chứng để làm việc với cơ quan chức năng còn một khi mà cái trường hợp như là chị hành mẹ của bé vân an bị ngăn cản bởi quỳnh trang á thời điểm đó cũng do dịch bệnh rồi là quỳnh trang đăng lên không gian mạng ấy, hình ảnh rất là hạnh phúc vui vẻ đi du lịch cùng nhau chụp hình cùng nhau mặc bộ đồ đôi cùng nhau rồi hôn vào má này kia cũng rất là hạnh phúc nên chị hạnh vô cùng an tâm nghĩ rằng là tình nhân của chồng cũ mình rất là yêu thương con mình rồi rất là tin tưởng vào chồng cũ của mình bởi vì ngày xưa khi mà ở với chị hạnh thì thái rất là tử tế đàng hoàng chưa từng la mắng đánh đập bé vân nga nhưng mà chị hoàn toàn không ngờ là tâm tính của thái bị thay đổi hoàn toàn vì dục vọng hay là tiếng gọi tình yêu hay là dục vọng thì không rõ nhưng mà đã vì người phụ nữ khác để mà đối đãi rất là tồi tệ với con gái ruột của mình thì tôi nói thật ở đây thì hoàn toàn mình sẽ không trách móc bất cứ ai nhé không trách móc mà bé vân ngang nhưng mà bất kể cái tình huống nào chúng ta cũng đều nên rút ra kinh nghiệm và chúng ta phải gọi là giữ cái quyền cao nhất của mình trong mọi vấn đề trong mọi mối quan hệ còn cảm thấy rằng không được thì cũng phải nhờ pháp luật can thiệp còn uh, nói rằng á là khi một người phụ nữ thứ ba can thiệp vào đời sống của mình mình làm gì mỗi người một cách ứng xử tôi thì ngoài đời tôi có vẻ rất là dứt khoát không có chuyện mà lăng nhăng bởi vì lăng nhăng mà bất hợp pháp kiểu gì cũng có chuyện đó là pháp luật can thiệp đó là tôi cho mất việc luôn Nếu mà làm việc tại cơ quan nhà nước Thì thu thập chứng cứ Gửi đến cơ quan nhà nước cho mất việc luôn Không có một à, Một tập liều tranh hai trái tim vàng Đói ăn Là gây nhau thôi Mất việc là gây nhau thôi Và không có chuyện Vi phạm pháp luật mà nhẫn nhớ Cho nên một là rõ ràng Hết yêu đường ai nói đi Còn ăn vụng ngoại tình phản bội thì phải xử lý đến nơi đến chốn Tất nhiên mình phải làm sao đó để mình không có vi phạm pháp luật nhé đó là chia sẻ của tôi cho nên là thực sự mà nói thẳng trong cuộc sống này mình đừng có nhu nhược mình phải mạnh mẽ lên và mình phải dạy dỗ con mình phải mạnh mẽ phải bày tỏ quan điểm tiếng nói tôi thấy hiện tại cha mẹ đó ví dụ như đồ chơi của con mình cái một em bé nào đó dành cái nó nhường nhường cho bạn đi không Tôi không dạy dỗ con theo cách như vậy nếu mà cái gì mình áp bức con mình nhường đi nhường đi là không đồng ý bởi vì cái sở thích cái, cái trò chơi cái món đồ của nó mình cứ ép nó đưa cho người khác dùng là mình dạy con nhu nhược nhường nhìn là khá mà nhu nhược là khá mà làm cho con mình bị thiệt thòi là khá cho nên là mình phải tôn trọng cái cá tính của con mình và cái quan điểm cái tiếng nói của con mình để xây dựng cho một đứa trẻ khi mà rơi vào cái tình huống nào đó dẫn đến bất lợi cho nó thì nó phải biết kêu cứu cầu cứu kêu la chứ không được ăn phận cam chịu thật sự là vậy với mọi người vũ công lý phương châu gợi lời tiễn biệt đứa bé nào cũng xứng đáng có bố mẹ nhưng không phải bố mẹ nào cũng xứng đáng có con Ngủ ngoan nhé con ơi, mãi là thiên thần và kiếp sau sẽ có một gia đình hạnh phúc nhé. Phương Châu nêu quan điểm, trong sự việc này, kẻ đáng hận và đáng sửa nhất là kẻ khốn nạn mang danh bố. Người phụ nữ kia chắc chắn có tội, co toa thực sự là ác quỷ. Nhưng con ác quỷ ấy chắc chắn phải có sự bao che, tiếp tay, thậm chí là đồng lõa của kẻ mang danh bố kia. Và vì là bố là ruộng thịt máu mũ, nếu hắn thật sự đáng hận, đáng tội, không thể bỏ qua và tha thứ, mình sẽ không im lặng trước tội ác này. Kẻ mang danh bố kia phải bị bắt, phải bị trừng trị thích đáng trước pháp luật. Còn uh, ca sĩ tóc tiên thì bày tỏ đó là mong cái chết của con không bị lãng quên, xin đặt niềm tin vào pháp luật. Danh hài Nam thư thì cô nói thế này, cô chưa có con, con của cô bây giờ là năm con chó ba con mèo, ngày các con không chủ nổi, cô nói mình bần thần cả tuần, nuôi con chó con mèo mình còn sót vậy thì nợ lòng nào mà có thể bạo hành đứa nhỏ tới mức như thế, khốn nạn, độc ác, mất nhân tính. Con vụ gì gã phải trả giá trước pháp luật là điều chắc chắn. Nhưng cha của em bé thì càng phải trả giá nặng hơn, đốn mặt thật sự. Còn diễn viên Thanh Bình với tư cách là người bố thì anh cũng đồng tình. Cả hai phải nhận bản án thật nặng nề để răng đe, loại độc ác, cần phải loại trừ cho xã hội biên kịch Lê Phương uh, Phương Huyên thì viết thế này biết nói gì về vụ em bé 8 tuổi đây có quá nhiều thứ nhưng mình mong cái chết của con sẽ không bị công chúng quên lãng như muôn vàng sự vụ khác ít nhất người ta sẽ không còn làm ngơ hoặc là tặng lưỡi bất lực khi nghe tiếng kêu khóc của nạn nhân bị bạo hành và nhà nước cũng đã đến lúc nên nhận ra cần có một hệ thống luật pháp rõ ràng để chính quyền sở tại có quyền tách trẻ em nghi bị bạo hành ra khỏi môi trường bạo hành ngay lập tức thì mọi người biết rồi ở một số nước trong đó ở Mỹ, ở Úc đúng không nếu mà cha mẹ mà có hành vi bạo hành với các bé đó thì các bé gọi đến police và báo thì ngay lập tức là các bé sẽ bị tách ra khỏi cái người người bố, người mẹ đã bạo hành các cháu Nó rất là quyết liệt như vậy diễn viên Vân Trang thì kêu cứu vụ bé 8 tuổi bị bạo hành Làm ơn giúp tôi tha cho tôi yên có được không? Câu chuyện ám ảnh thật sự, thật sự rất là ám ảnh Tôi đã cố gắng bằng cách này bằng cách khác để không nghĩ đến nữa Vì mình vẫn phải tiếp tục sống tốt cuộc sống của mình Nhưng thật sự hình ảnh bé Vân An không thể nào không hiện diện trong đầu tôi Khi tôi nhắm mắt Cả khi tôi ôm lấy chặt con Trời ơi, ôm lấy chặt con tôi. Trời ơi, tôi đau như là khúc ruột của mình vậy. Làm ơn giúp tôi, tha cho tôi có được không? Làm ơn, chấm dứt câu chuyện này sớm để giúp tôi thoát ra đi mà. Làm ơn sự tử hai đứa, khốn nạn kia. Ngay sáng mai có được không? Tôi không tin chỉ riêng tôi. Mà tất cả các bà mẹ trên đất nước này đều căm thù và chỉ muốn giết chết hai đứa mất nhân tính ấy. Đau đớn thể xác có gì là so với cô đơn tổn thương tâm hồn mà con đã phải chịu đựng con đã ước mơ gì trong những lúc một mình ấy hả con gái tôi tha thiết khẩn cầu pháp luật xử lý hình phạt cao nhất cho những kẻ máu lạnh kia và chỉ có hình phạt cao nhất cho tụi nó mới đúng với lòng dân mới xoa dịu được sự căm phẫn cuồng cuồng của lòng dân bên cạnh đó thì những người như là nghệ sĩ xuân lan rồi diễn viên Thúy Diễm Hoa Hậu Khánh Vân Nghệ sĩ Hồng Vân đang, Và nhiều nghệ sĩ khác Cũng lên tiếng Nhưng mà tôi cũng đã diễn sơ như vậy Để mà chia sẻ với mọi người Còn nếu mà mọi người tiếp tục muốn nghe Những người khác, những nghệ sĩ khác Họ đã lên tiếng như thế nào Thì tôi có thể là có những video clip khác Nhưng mà điều này cho thấy rằng Cái việc mà bé Vân An bị sát hại Bị hành hạ tra tấn Hơn một năm trời dưới đòn roi của tình nhân của người bố ruột của mình á, thì đã dấy lên cái sự căm hận căm phẫn tột độ trong dư luận và hầu như tôi đọc các cái bình luận kể cả những cái người mà có ảnh hưởng trong xã hội thì họ đều mong muốn xử tử hai đối tượng này trong cái thời gian mà chúng ta chờ đợi những cái thông tin chính thức từ cơ quan chức năng thì tôi cũng mong muốn gửi đến những cái thông tin như vậy để chúng ta theo dõi mỗi ngày Ha, cảm ơn mọi người đã lắng nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.